nhận dư hoại rồi nó quen đi rồi tu hành không tiến bộ được. Thì con cũng chỉ muốn nhận vừa đủ thôi. Sư giờ là ngồi ngồi kiết già cả đêm không sư ha? À chưa. Chưa chưa ngồi kiết già cả đêm được. Khi thức thì dễ ngồi chứ lúc ngủ thì vẫn khó ngồi quá. Đang cố gắng chưa được. Hồi bữa con nghe lão sư nói là ngồi được 5 tiếng à. Đó đó. Ngồi kiết già đợt đó con ngồi liên tục. Liên tục liên tục thì 14 tiếng. À 14 tiếng. Bây giờ từ, từ bữa đó đến nay thì cũng chưa có thử ngồi liên tục lại lần nào. Dạ. Chưa có thử ngồi liên tục lâu như vậy. Nên cũng không biết rồi có tiến bộ hay không. Dạ. Bây giờ là sư ngủ ngồi chứ sư hay là còn ngủ nằm? Con thì không nằm ngủ được 40 mấy ngày, gần 50 ngày. Dạ. Tuyệt vời. Tốt luôn. Nói chung ngủ ngồi thì nó không có được thẳng giấc. Lâu lâu cái nó thức dậy. Với lại con ngủ nó hơi sai một tí. Lúc trước con chỉ nghĩ cái hạnh này là hạnh không nằm ngủ thì mình làm cách nào để mà mình không nằm ngủ là được. Thành ra con ngủ ngồi mà con duỗi chân ra, con dựa vào tường con ngủ. Thì nó dẫn tới nó hơi đau lưng. Thì con cũng cố gắng để mà tập ngồi kết già ngủ luôn. Để cho giống học giống sư Minh Tuệ đó thì thấy nó khỏe hơn. Nhưng mà ngồi kết già ngủ thì bây giờ cũng đang khó. Đang khó. Mà cố gắng tập. Như con cũng có trợ duyên với sư Tịnh Độ á. Thì sư Tịnh Độ cũng cũng nói về sư, thì nói là sư với là đạo hạnh sư rất là cao. Cái đó là những lời sư Tịnh Độ nói nha, chứ không phải con nói nha. Cũng chia sẻ lên video của con á, nói là đạo hạnh của sư chân trí rất là cao. Thì rằng sư thời trước á không có tu, nhưng mà khi sư đi đi theo các sư nè, theo tăng đoàn nè. Cái thời điểm mà sư Tịnh Độ nhìn nhận á, nói cái đạo hạnh sư rất là cao. Sư Tịnh Độ không thể nào mà so sánh với sư Trân Trí được. Đó là những lời sư Tịnh Độ chia sẻ. Tại vì là cũng không cần so sánh ai với ai cả. Con thì kêu như để mình cứ cố gắng mình hơn ngày hôm qua là tốt rồi. Còn mỗi người có một cái giao một cái nhân khác nhau, ở cái thời điểm khác nhau. Thì nhiều khi là cũng có nhiều người hơn con lắm chứ mà. Còn họ nhiều khi một vài bữa cái họ cố gắng họ cũng tiến bộ hết, giỏi hết cả. Là tụi con này, cũng như là tất cả bà con cũng không phải là nói riêng ai. Cũng lúc nào cũng mong là các sư thầy nè tu tập tinh tấn thì sau này sẽ mau thành chánh quả. Cái đó là sự mong muốn của bà con rất là nhiều. Nhưng mà khi bà con xem những video á, thấy những các sư nè, thấy sư nào mà có cái đạo hạnh cao, bà con cũng biết chứ, khi mà đi cắt thực hay là đi này kia rồi cách nói chuyện đâu á, bà con cũng nhìn nhận được. Cũng nói chung là tất cả ai cũng mong các sư hết được sức khỏe và tu tập như vậy. Thì mà tiện đây thì cũng mong các sư nào mà đợt trước mà nghe con ngủ ngồi đấy, rồi mà tập theo thì cũng cố gắng tập ngồi kiết già lúc ngủ, chứ không thì con cũng ân hận vì cái đợt con ngủ ngồi đấy. Tại vì cái đó nếu mà ngồi hoài mà không chỉnh sửa được rồi nó đau lưng rồi đến hồi tu hành khó khăn. Đau lưng nó sưng. Mà các sư nào mới thì tha lỗi cho con này, cố gắng chỉnh sửa lại. Tức là tập ngồi kiết già khi mà ngủ đó. Đừng có duỗi chân dựa vào tường ấy, nó đau lưng. Là không được dựa vào tường đúng không sư? À, dựa vào tường được. Nhưng mà ý là đừng có duỗi chân ra mà ngủ á. Đừng duỗi chân thẳng ra đó. Và tập ngồi kiết già khi ngủ. Còn duỗi chân là nó sẽ đau lưng. Duỗi chân nó đau lưng. Đau lưng cái đó rồi cũng phức tạp.
Dạ sư chân trí cho con hỏi, khi mà ban đêm sư mà ngủ ngồi như vậy á, thì sư đoán được là mình ngủ trong vòng mấy tiếng đồng hồ một đêm không ạ? Con ngủ chắc nhiều nhất cùng lắm là 4 5 tiếng rồi đó. 4 5 tiếng. Dạ như vậy là thao thức đó, sư ha. Dạ, lâu lâu rồi nó giật mình nó dậy cái. Dạ như vậy là sư chân trí ngủ ngồi được năm năm mươi mấy ngày đó. Chắc con cũng tâm sự chơi chút xíu rồi con cũng chào sư ha. Vâng, dạ. Cảm ơn những lời chia sẻ của Cứ sư. làm việc gì mà thấy hợp thời hợp tí. Thì con thì nói chung là như kênh của con á, là nói chung chia sẻ như các vị sư trong sạch, không bao giờ có cái gì mà tiêu cực ở trong đó, chỉ trợ duyên cho các sư thôi. Thì hữu duyên gặp sư nào thì có thể trợ duyên những cái tu tập của các sư nè, rồi con chùa chiền miếu mạo, chứ còn những cái còn những kênh khác thì con không có không dám biết trước được, nhưng riêng kênh con là vậy, không có làm gì ảnh hưởng các sư, không ảnh hưởng đến xã hội, mình là tuân thủ theo pháp luật. Thì sư cũng có những cái lời muốn nhắn nhủ đến các sư, thì sư có thể chia sẻ đến để cho các sư kia biết được không ạ? Con cũng có mấy lời nhắn gửi đến các sư, thì cũng mong các sư tinh tấn tu hành. Con cũng tinh tấn tu hành, mà vừa qua thì con có thực hiện không nằm ngủ, cái hành không nằm ngủ là được cũng gần được 50 ngày rồi. Nhưng mà nó có một cái sai sót là con khi mà con ngủ thì con ngồi con dựa và con duỗi hai chân ra, thành ra là nó vướng một cái là nó bị đau lưng. Thì cái đó là con thấy là con thực hiện sai, chưa có đúng. Bây giờ con cố gắng là để mà tập ngồi kiết già để mà ngủ được, như giống như sư Minh Tuệ, để mà điều chỉnh lại cái đó. Chứ nếu không rồi cứ tập như con bữa giờ thì nó sẽ có thể là gây nên cái bệnh nền rồi khó khăn trong tu tập. Thì cũng mong mà cũng lời gửi lời xin lỗi đến các sư. Cũng mong các sư nào mà đợt đó nghe tin con thực hiện cái hạnh không nằm ngủ đó mà thực hiện theo á, thì cũng cố gắng là mình giữ cái hạnh, nhưng mà cố gắng là tập ngồi kiết già trong lúc ngủ để mà đảm bảo cái sức khỏe để mình tu tập về sau. Cũng chúc chúc các sư là tinh tấn tu hành, luôn luôn tiến bộ hơn. Cũng chúc tất cả mọi người xem là luôn an lành hạnh phúc. Sư ơi, thì trong cái thời gian mà sư thay đổi cái cách ngủ á sư, thì sư thấy nó có được có thể phát triển hơn cái lúc mà sư dựa vào cái vách tường ngủ chưa ạ? Thì nói chung cái dựa vách tường thì vẫn được dựa, cứ cố gắng để dựa, mà ý là chỉ có thay đổi cái thế chân thôi, đừng có duỗi chân ra, cố gắng ngồi kiết già như vậy. Ngồi kiết già như vậy rồi ngồi dựa ngủ. Thì sư cũng chia sẻ, cũng gửi lời đến các vị sư khác nha. Nếu mà cô chú anh chị em nào cũng như các vị sư có một cái suy nghĩ ngủ ngồi, thì hãy hãy nhớ đến những lời của sư Trung Trí gửi đến các cô các chú ha. Tức là bây giờ là con là chưa có ngồi kiết già mà ngủ được nguyên đêm, nó mới ngủ được một ngồi kiết già được một tí thôi, cho nên là vẫn là đang cố gắng để mà chỉnh sửa, nhưng mà vẫn là quyết tâm là không có nằm xuống. Là được 50 mấy ngày rồi đó. Chưa, từ ngày 7 tháng 7 đến giờ, từ ngày 7 tháng 7. Gần được 50 ngày. Vậy cũng quá tốt rồi sư ha. Sư có nghĩ là sư có thể làm được cái điều đó không sư ha? Con quyết tâm con sẽ làm, con sẽ làm được. Thì cô chú chị em cũng đã nghe những lời chia sẻ của sư Trân Trí nha. Sư sẽ quyết tâm mà ngủ ngồi ngồi kiết già luôn hả sư ha? Sẽ phải làm được cái đó. Thì không có gì bằng cái sự quyết tâm cũng như sư đang chia sẻ của chú anh chị. Thì cảm ơn sư rất là nhiều đã chia sẻ những
lời nói của mình đến với những các vị sư khác cũng như cô chú anh chị em xem qua video của sư Trân Trí và cô chú anh chị. Dạ. 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 Dạ.